Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ: im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh, dối trá, mà hãy sống chân thực với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đềm, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có, cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời khoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lộc lừa. Mỗi người có một số phận riêng, thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình,
nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện, làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra
còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm, thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách. Con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi hóa độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàng tín cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được, nhìn sự phiền thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời. Nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi giả kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân oán hết thì được ai nấy bước. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất, ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất, ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau, đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo
để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đã có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: khuyên người xin làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ, nếu phát Bồ Đề tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ, ngược lại người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần. Đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng đi cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xa ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì? Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn, bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ, muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội,
hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người, tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là đòi trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ, đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn và điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi, và sau đó
đánh chết con dượng nhỏ trước mặt con dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói, dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, nơi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng 3 người con trai biết nói như người bình thường. 3 kiểu người chăm bái Phật cũng vô ích. Thứ nhất, người luôn mang lòng nghi ngờ. Việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin. Nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ người đó, thậm chí còn có thể gặp phải trừng phạt và báo ứng của Đức Phật. Đức Phật vốn là bậc toàn giác, biết mọi điều, trí tuệ vô biên, cho nên Ngài có thể biết được hết thảy những suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Nếu một người trong tâm sinh lòng nghi ngờ Ngài, vậy thì dù cho có ngày ngày tới cửa bái Phật thì cũng là đang lừa gạt Ngài, làm theo hình thức bên ngoài mà thôi. Kết quả của việc lừa dối Phật chính là không bao giờ được Ngài hộ mệnh. Nếu đã không tin Phật, hà tất phải đi bái Phật cho uổng công. Bái Phật là một loại tín ngưỡng, điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu. Do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật dạy là phi lý, không có lẽ thực, đồng thời lại còn hô hào người khác đồng hành với việc xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ, không tin lời Phật dạy, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đó mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, những mong gội rửa tội nghiệp. Nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, há chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác? Còn trong cuộc sống, những người có tính đa nghi như thế, đối với gia đình, người thân họ chẳng tin tưởng một người nào hết. Đối với bạn bè, họ không thấy ai là người đáng tin cậy. Đối với Phật Pháp, họ cho rằng không có lợi ích thật sự, nên họ đánh mất niềm tin mà bỏ qua cơ hội tốt học đạo làm người. Người như vậy không bao giờ được Phật độ và chở che. Thứ hai, người bất hiếu với cha mẹ.
Những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong ba kiểu người bái Phật vô ích, khi tự tay làm tiêu tan phúc lành của mình nhưng không lường được hậu quả mà việc đó gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu. Hiếu giả bách hạnh chi tiên. Một người không thể được xem là hoàn thiện dù có nhiều đức tính tốt nhưng khiếm khuyết lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dạy công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không ai có mặt trên cuộc đời này. Cho nên tri ân báo ân ông bà cha mẹ là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Hiếu thảo là đạo đức to lớn thì bất hiếu là một tội nặng. Bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. Trong kinh Nhẫn Nhục, lời Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau, không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Từ xưa cũng như nay, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu, hổ với người đời, thẹn với con cháu, sau khi chết đi bị đọa địa ngục. Đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi. Phật pháp vốn luôn coi trọng luật nhân quả. Một người nghĩ đến cha mẹ mình còn không làm tròn chữ hiếu thì làm sao có thể thành tâm tu tập dưỡng tính, như những lời gửi gắm tới Đức Phật. Đó chẳng qua chỉ là những lời nói giả tạo, gió thoảng mây bay, nói cho có. Người như vậy cuộc đời gặp nhiều chông gai trắc trở cũng là lẽ thường tình. Khi ấy dù có hết lòng cầu khấn Đức Phật ban ơn cũng là vô ích. Thứ ba, người không biết hối cải. Con người trên đời không ai hoàn hảo, vô khuyết, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy: trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai mà biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng có hề một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai, còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế nên đối với những người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm rây rứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra.
Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ người như vậy. Lời Phật dạy: tu đủ lục độ để sống đời an lạc, hưởng mọi phúc báo. Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chứng chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Thứ nhất, đức độ, đức từ bi. Đó là lòng từ bi, lòng yêu thương và sự nhân ái vô điều kiện dành cho tất cả mọi loài sống. Chúng ta tu hành để phát triển lòng từ bi và cảm nhận sự kết nối và sự chung thủy với mọi người và môi trường xung quanh. Thứ hai, đức đặt, đức điều phối. Đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh tâm tư, ý chí và hành động. Chúng ta cố gắng làm chủ được ý niệm và hướng tâm của mình để không bị áp lực và cám dỗ đẩy lùi khỏi con đường đúng đắn. Thứ ba, đức kỷ, tức là đức chánh niệm. Đó là khả năng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của sự thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tu hành chánh niệm để thức tỉnh và tỉnh thức từng khoảnh khắc, để thấy rõ sự vô thường và phiền não và tìm kiếm sự an lạc trong hiện tại. Thứ tư, đức túc, tức là đức tịnh tâm. Đó là khả năng lưu tâm và tập trung tối đa vào một mục tiêu duy nhất. Chúng ta tu hành để rèn luyện tâm trí, tránh sự phân tán và tiêu cực, và giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm tư. Thứ năm, đức khiêm, tức là đức tự khắc. Đó là sự khiêm tốn và thực hành không ám gian, không tự cao tự đại. Chúng ta tu hành để giải thoát khỏi lòng tự ái và sự kiêu ngạo, và hiểu rằng tất cả mọi người đều có giá trị và quyền lợi bình đẳng. Thứ sáu, đức nhẫn, tức là đức kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chúng ta tu hành để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi, gian khó và thử thách trong cuộc sống, và hiểu rằng chỉ thông qua nhẫn nại mới đạt được tiến bộ và giải thoát. Tu đủ lục độ không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một quá trình thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập và hòa nhập những đức này vào cuộc sống, chúng ta sẽ tạo ra sự bình an, sự thấu hiểu và sự giác ngộ trong tâm hồn. Trong nhà Phật, tu đủ lục độ là một khía cạnh quan trọng của việc tu tập và truyền thống Phật giáo. Đây là một hành trình tâm linh, trong đó mỗi người tu hành cố gắng rèn luyện và thực hành 6 đức ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bố thí. Đứng đầu trong tu lục độ là bố thí. Người học Phật hướng Phật phải hiểu được bố thí. Bố thí này không để cho mình mà để cho người. Bố thí có tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần quả duyên, không cần khuyến giáo. Nhìn thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, bởi vì tham nên mới giữ. Nếu mở lòng, không còn tham lam, luyến tiếc mà cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư, ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. Bố thí cho người, nhưng phúc báo cho mình. Đó là loại ơn nhân quả đến tự nhiên không cưỡng cầu. Ta làm gì? Ta muốn như vậy. Ta thấy như vậy là cần thiết, chứ không phải là để mong được nhận lại. Nếu bố thí gượng ép thì chính là điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, điều gây tổn hại phúc đức. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là tuân thủ quy củ, không làm việc ác, tích cực hành thiện.
Điều này cũng tương tự như bố thí. Bố thí là tận lực trợ giúp người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn. Bởi nếu sau khi bố thí mà đi phóng hỏa giết người thì bố thí vô dụng. Nếu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh giết kẻ có tiền để chia cho kẻ khó khăn, đó là không thể. Một việc ác không thể là tiền đề của một việc thiện. Tất cả đều phải tận lực tránh xa ác nghiệp. Sai thì sửa, chính niệm phát quang, chứ tuyệt đối không phải bạo lực. Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật. Trong gia đình không nên cùng người thân cãi vã, ngoài xã hội phải giữ gìn nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. Thứ ba là nhẫn nhịn. Nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Đầu thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn có thể quá giải. Học một điều thôi có thể sinh trăm phúc. Nên dạng lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn. Việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là người tu. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là chúng ta cũng treo trên miệng nụ cười giả dối không thật lòng, bụng đầy quán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác. Đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được. Ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối, thẳng thắn với tâm tư của mình. Tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng, hiểu biết và chừng mực của mình. Thứ tư là tinh tiến. Con người sống ở trên đời sợ lười biếng, vì lười sinh tính ý lại, vô năng, vô minh. Người tu hành Phật Pháp phải có tinh thần tinh tiến. Đọc kinh niệm Phật, bái Phật hàng ngày thôi chưa đủ. Trong lòng lúc nào cũng phải có sự tiến lên, không nhát lười, không thụ động, không dối gạt chính mình. Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật. Đó là tinh tiến. Miệng niệm Phật tại dân hương, nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người, tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến, chỉ là đồ giả. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được điều mới. Hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tu thêm được nhiều hơn hôm nay. Thứ năm đó là thiền định. Tại sao trong Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng thiền định? Bởi tinh thần tán loạn, lãng phí nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để sinh trí tuệ. Có trí thì không làm chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp. Có trí thì xóa bỏ vô minh, bài trừ tham lam sân hận. Thiền định còn giải trừ buồn phiền, tĩnh tâm tĩnh thân, đưa con người vào cõi hư vô trong chốc lát để tự mình phản tỉnh chính mình. Người thiền định lâu ngày sẽ hiểu được nhẫn, biết tinh tiến, biết trì giới, sẽ có lòng bố thí và quan trọng nhất là bồi dưỡng được trí tuệ. Thứ sáu là trí tuệ. Muốn có trí phải được bát nhã. Bát nhã chính là trí tuệ. Tại sao có kẻ phạm tội? Vì kẻ đó quá ngu si nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường, hãy để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng, tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật thâm sâu, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật Pháp nhiệm màu. Tu lục độ là sáu phương tiện đưa con người thoát khỏi mê muội, đến với thế giới Phật Pháp nhiệm màu,
xa rời những khổ đau tầm thường, hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài, nhưng ý nghĩa lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu và thấm nhuần, tự soi mình và hành động. Đức Phật tiết lộ những dấu hiệu sắp hết phước, tìm ra lý do gốc rễ khiến gia đình lục đục, làm ăn thua lỗ. Phước báu là những kho báu tâm linh mà đạo Phật mang đến cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất hay danh vọng ngoại vi, mà nằm trong việc nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn. Phước báo đem đến sự an lạc, hạnh phúc và giác ngộ cho những ai đi trên con đường tu hành Phật giáo. Trong Phật giáo, phước báo được tạo nên thông qua việc thực hành những đức tính cao quý như từ bi, từ tâm, nhẫn nại, biết ơn và sự khiêm nhường. Khi chúng ta rèn luyện những đức tính này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chế ngự và làm sáng tỏ tâm trí, từ đó mang lại phước báu cho bản thân và những người xung quanh. Phước báu trong đạo Phật không chỉ là niềm vui và an lạc cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta áp dụng lòng từ bi và nhân ái trong hành động của mình, chúng ta đóng góp vào sự hòa hợp và hạnh phúc chung. Phước báu giúp chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt đẹp, nơi mọi người sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Việc tìm kiếm và nhận thức được phước báo trong đạo Phật không chỉ giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu hành, mà còn giúp chúng ta tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và có giá trị. Khi ta cống hiến cho việc trau dồi tâm hồn và phát triển lòng từ bi, ta khám phá được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong chính mình. Nhận ra những dấu hiệu sắp hết phước này, cần tìm cách sửa đổi tâm tính. Ngược lại, nếu bạn ngó lơ, xem như không có và sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn, vô cùng khổ sở. Thứ nhất là thất bại liên tiếp. Mối quan hệ giữa IQ và tiền bạc không giống như cách chúng ta vẫn nghĩ. Chính điều đó đã gây ra những lầm tưởng khiến ta khó thoát nghèo. Thông minh không đảm bảo cuộc sống giàu có, mà là lộc của mỗi người. Đó là lý do chúng ta hay nói một người nào đó giàu là do may mắn. Nhưng hiểu sâu hơn thì ta sẽ biết rằng họ có nhiều phước lộc. Thế nên một người nhiều phước làm đâu cũng trúng, càng ngày càng ăn nên làm ra. Ngược lại, người ít phước thì chăm chỉ, vất vả nỗ lực rất nhiều nhưng cũng không giàu nổi. Nhưng bên cạnh đó, nếu trước đây làm ăn tốt nhưng nay liên tục thất bại, thua lỗ thì nên thận trọng. Có thể bạn đang sắp hết phước rồi đấy. Nếu việc kinh doanh trước đây đang tốt, khách ra vào nườm nượp, nhưng giờ vẫn mặc hàng đó, thế mà suốt một thời gian dài lại xảy ra tình trạng thi thoảng mới có khách ngó tới, đó là một trong những dấu hiệu sắp hết phước mà bạn không nên bỏ qua. Sự thật là nếu một người phước dày, buôn bán, làm ăn gì cũng có lợi nhuận, bạn sẽ gặp được rất nhiều con đường kiếm tiền. Thần tài gõ cửa, thậm chí cũng chẳng cần vất vả hay bận rộn quá nhiều. Phước lộc sẽ có lúc cạn nếu không biết cách bồi đắp thêm. Thế nên, không ít người làm ăn phát đạt suốt 3 năm đầu, nhưng năm thứ tư bắt đầu xuống dốc. Lúc này lại đổ tại khách hàng khó tính, đơn vị gửi hàng cho mình gian manh. Họ không để ý rằng vận may đang bắt đầu cạn dần. Người ta thường nói, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng suốt, nghĩa là chính ta không nhận ra vấn đề của mình nên mới không sáng tỏ. Thế nên cứ liên tục phạm sai lầm mà không hay biết. Bên ngoài có vẻ như do bất cẩn nên phạm sai lầm, nhưng thực tế thì vô số việc dù bạn hết sức thận trọng tính toán trước sau vẫn không tránh khỏi phạm sai lầm. Thí dụ, ban đầu bạn lưỡng lự không muốn chi tiền đầu tư vào dự án này, nhưng không hiểu sao lúc đó bạn cứ đâm đầu vào. Bạn không muốn nói ra một chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nói ra
gây mất lòng xích mích. Các quyết định sai liên tục xuất hiện khiến bạn hoang mang vô cùng. Thực ra đó là lúc phước cạn, chứ không phải do bạn không khôn ngoan nhanh trí. Thứ hai đó là sinh tật. Bỗng nhiên sinh tật cũng được xem là một trong những dấu hiệu sắp hết phước của một người. Có thể người trong cuộc không nhận ra vì những cái tật nhỏ ban đầu không rõ ràng. Thế nhưng chúng đang mỗi ngày một lớn lên trong bạn. Nếu không tinh ý để loại bỏ sớm thì tật đó rất lớn. Nguy cơ hiểm họa gì thế đang rình rập để gây rắc rối cho bạn. Dĩ như có người đang ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc, nhưng trong các cuộc vui lại được giới thiệu tai vịn. Ban đầu chỉ để cho vui, nhưng theo thời gian vì quen thói nên sau này lại thích có thêm bồ bịch để làm cuộc sống thêm phần rộn ràng. Thế nhưng một người đang sống, vợ chồng con cái hạnh phúc, tự nhiên lại muốn có thêm, nên yêu đương ngoài luồng, ngoại tình chỉ để cho vui mà không biết rằng họa đang đến gần. Hay không thiếu người khó khăn vì chung tay cùng vợ con làm ăn, nỗ lực, nhưng khi giàu có sung sướng lại muốn cơi nới, tìm cảm giác lạ ở bên ngoài. Có thể họ nghĩ đơn giản rằng bản thân đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng lại không nhận ra rằng việc sinh tật này báo hiệu ruộng phước của họ đang đến đoạn khô cằn do không được bồi đắp. Họ mãi đuổi theo những mong cầu của bản thân mà không quan tâm tới bất kỳ lợi ích của người khác, thì theo nhân quả cũng không nhận được về điều gì tốt đẹp. Không ít đại gia sau khi bỏ vợ thì bị bồ bỏ hoặc lừa gạt tiền nong, làm ăn đổ bể, cuộc đời xuống dốc từ đó. Những người cho dù rất tốt bụng, chăm chỉ, nhưng bỗng dưng có thêm nhiều tật xấu thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống. Thế nên hãy thận trọng. Thứ ba, ốm đau triền miên. Người xưa có câu: khi bạn không may mắn, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Thế nên nếu có dấu hiệu cứ đau ốm liên miên khiến bản thân không thể nào tập trung làm việc được, đó cũng là một trong những dấu hiệu xấu mà bạn cần đặc biệt quan tâm. Xuống cấp sức khỏe không chỉ đơn giản là bị bệnh thì phải uống thuốc hay chữa trị ngay, mà nguyên nhân gốc rễ ở chỗ phước đang cạn dần mà bạn không hay biết. Thế nên uống thuốc chỉ là phụ, việc chính là phải tích đức hành thiện, làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Hầu hết chúng ta chữa bệnh sai nên chỉ chữa được cái vấn đề ở hiện tại bề ngoài, chứ không chữa được tận gốc, cuối cùng là bệnh tái đi tái lại, hoặc thậm chí còn có thêm bệnh mới nặng hơn. Lúc đấy ta chỉ biết đổ tại mình xui, chứ không thể giải thích nổi, cho dù bản thân cố gắng sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Mà đúng là xui thật, vì vận may đã hết sạch mà không biết, không tìm cách nào để cải tạo ruộng phước của mình. Thậm chí có một số người xui xẻo đến nỗi đi bộ cũng bị xe đâm vào người, ăn cũng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Cho nên đừng xem thường những cái xui nhỏ mình đang gặp, mà nên tỉnh táo thay đổi lối sống. Đúng là vạn vật trên đời đều có số mệnh, không chỉ sống thuận theo tự nhiên mà còn phải biết chăm chỉ tích phước để lúc gặp họa còn có thể tự cứu lấy mình. Còn nếu không, lúc đó cầu trời hay khấn Phật cũng không được gì nữa rồi. Chúng ta có quan điểm rất chung chung rằng cúng dường cho Phật sẽ nhận phước báo, nhưng đó mới chỉ là xuất phát từ cái tâm nhỏ hẹp, thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Thứ tư, tiêu cực, khó chịu. Nếu lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, luôn thấy mọi người xung quanh hiền hòa, vui vẻ với mình, nghĩa là ta đang có phước. Ngược lại, nếu trong lòng hay bất an, tiêu cực, nhiều người chơi xấu, tìm cách hãm hại, nhìn xung quanh hay cũng là kẻ xấu, thì không chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, mà còn là do bản thân đã sắp hết phước. Nhiều điều khiến tâm trạng không tốt cũng đồng nghĩa với việc
phước đức đang dần cạn đi theo thời gian. Hãy nhận diện rằng, nếu một thời điểm mà trong lòng bạn luôn nghĩ xấu về người khác, thì bản thân đang trong giai đoạn hết phước rồi đó. Một người sắp hết phước cực kỳ tiêu cực. Họ không thích khen ngợi cho thành công của người khác, ghen tị với ai đang hạnh phúc hơn. Thậm chí, họ còn tìm cách đi nói xấu, vu khống cho một cá nhân, chê người ta làm giàu bất chính, ăn chặn tiền từ thiện, trong khi bản thân chẳng làm gì được cho người khác. Nhìn chung, người sắp hết phước hay ưa thích hoặc dễ bị thu hút với những việc xấu bất thiện, thay đổi tính nết, tham lam, giận hờn, si mê, kiêu ngạo, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này, thì nên sớm tìm cách sửa đổi, chọn bạn mà chơi, tránh xa người xấu, chọn người sống lương thiện, chăm chỉ, tu chí làm ăn mà giao lưu. Bên cạnh đó, đừng quên giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc thiện, giúp người, giúp đời. Thứ năm, mối quan hệ bất ổn. Bạn chẳng thể nào an tâm mà làm ăn, kiếm tiền nếu gia đình lục đục, nội ngoại mâu thuẫn xảy ra liên miên. Thế nên, một người bị mọi người xung quanh xa lánh, gia đình đang không hạnh phúc, thì cho dù giàu có, họ cũng vẫn thấy cô đơn, buồn tủi. Họ thường có xu hướng dùng tiền để bù đắp khoảng trống trong lòng, để mua niềm vui, vì cho rằng có tiền là có tất cả. Cuối cùng là dễ sa đà vào những tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể đến khi phúc đã cạn, thì vẫn đang ập đến ngày càng nhiều, sẽ mang tới vô vàn vấn đề và mâu thuẫn cùng lúc phát sinh, khiến cho người ta trở tay không kịp. Không chỉ dừng lại việc giảng hòa trong gia đình, mà bạn còn phải hướng tâm tốt của mình bằng cách làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Vậy nên, chỉ cần thấy dấu hiệu gia đình bất ổn thì tìm cách để tạo phước lành tới nhiều người khác nhiều hơn. Khi bạn gieo nhiều nhân tốt đẹp cho mọi người, thì bạn mới mong có thể cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ sáu là lãng phí. Mỗi hạt cơm trong bát chúng ta ăn hàng ngày tưởng đơn giản, nhưng vô cùng đáng quý, vì chúng phải trải qua bao nhiêu mưa nắng, với công sức của bao nhiêu người, từ thu hoạch cho đến đóng bao bì, vận chuyển nấu nướng mới có thể nằm trên bàn ăn của chúng ta. Thế nhưng, ta vẫn lãng phí, ăn uống thừa mứa hay dứt bỏ chúng đi là rất đáng tội. Đó mới đơn giản là hạt cơm, còn những thức ăn khác mà để thừa thì càng không nên chút nào. Một người dù đang sống trong sung sướng mà lãng phí thì lối sống ấy không kéo dài lâu, vì họ đang lãng phí phước báu của mình mà không hề hay biết. Hành động lãng phí đồng nghĩa với sự vô ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Thế nên, theo thời gian, mọi thứ sẽ quay lưng cho chúng ta. Lúc này việc làm ăn cũng không thuận, thường thiếu trước hụt sau. Trong khi đó, một người sống tiết kiệm thì cuộc đời không bị thiếu thốn, luôn được no đủ. Vì thế, hãy thực hành lối sống tiết kiệm mỗi ngày, không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Hãy trân trọng từng món đồ mà mình đang sở hữu. Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ: im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh, dối trá, mà hãy sống chân thực với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đẹp, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn dị, đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo,
những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có, cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời khoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lộc lượng. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn,
thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả. Hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện, làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng, để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra, còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn dị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm, thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cập chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái,
nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách, con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm, Hàn Tín cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Đặng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được, nhìn sự phiền thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi giả kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân oán hết thì được ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau, đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đã có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: khuyên người xin làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ.
nếu phát Bồ Đề Tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ, ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần. Đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng đi cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì? Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm.
thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật, khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là đò trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ, đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn, phải điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dượng nhỏ trước mặt con Dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói, dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi
và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, nơi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng 3 người con trai biết nói như người bình thường. 3 kiểu người chăm bái Phật cũng vô ích. Thứ nhất, người luôn mang lòng nghi ngờ. Việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin. Nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ người đó, thậm chí còn có thể gặp phải trừng phạt và báo ứng của Đức Phật. Đức Phật vốn là bậc toàn giác, biết mọi điều, trí tuệ vô biên, cho nên Ngài có thể biết được hết thảy những suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Nếu một người trong tâm sinh lòng nghi ngờ Ngài, vậy thì dù cho có ngày ngày tới cửa bái Phật thì cũng là đang lừa gạt Ngài, làm theo hình thức bên ngoài mà thôi. Kết quả của việc lừa dối Phật chính là không bao giờ được Ngài hộ mình. Nếu đã không tin Phật, hà tất phải đi bái Phật cho uổng công. Bái Phật là một loại tín ngưỡng, điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu. Do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật dạy là phi lý, không có lẽ thực, đồng thời lại còn hô hào người khác đồng hành với việc xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ, không tin lời Phật dạy, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đó mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, những mong gội rửa tội nghiệp. Nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, há chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác? Còn trong cuộc sống, những người có tính đa nghi như thế, đối với gia đình, người thân họ chẳng tin tưởng một người nào hết. Đối với bạn bè, họ không thấy ai là người đáng tin cậy. Đối với Phật Pháp, họ cho rằng không có lợi ích thật sự, nên họ đánh mất niềm tin mà bỏ qua cơ hội tốt học đạo làm người. Người như vậy không bao giờ được Phật độ và chở che. Thứ hai, người bất hiếu với cha mẹ. Những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong 3 kiểu người bái Phật vô ích, khi tự tay làm tiêu tan phúc lành của mình nhưng không lường được hậu quả mà việc đó gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu. Hiếu giả bách hạnh chi tiên. Một người không thể được xem là hoàn thiện dù có nhiều đức tính tốt nhưng khiếm khuyết lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dạy công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không ai có mặt trên cuộc đời này. Cho nên tri ân báo ân ông bà cha mẹ là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Hiếu thảo là đạo đức to lớn, thì bất hiếu là một tội nặng. Bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. Trong kinh Nhẫn Nhục, lời Phật dạy:
Điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Trong kinh báo hiếu phụ mẫu trong ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau, không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Từ xưa cũng như nay, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu, hổ với người đời, thẹn với con cháu, sau khi chết đi bị đọa địa ngục. Đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi. Phật Pháp vốn luôn coi trọng luật nhân quả. Một người nghe đến cha mẹ mình còn không làm tròn chữ hiếu thì làm sao có thể thành tâm tu tập dưỡng tính? Như những lời gửi gắm tới Đức Phật, đó chẳng qua chỉ là những lời nói giả tạo, gió thoảng mây bay, nói cho có. Người như vậy, cuộc đời gặp nhiều chông gai trắc trở cũng là lẽ thường tình. Khi ấy, dù có hết lòng cầu khấn Đức Phật ban ơn cũng là vô ích. Thứ ba, người không biết hối cải. Con người trên đời không ai hoàn hảo, vô khuyết, khó tránh khỏi, có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phạm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai mà biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng có hề một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai, còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế nên đối với những người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm rây rứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ người như vậy. Lời Phật dạy, tu đủ lục độ để sống đời an lạc, hưởng mọi phúc báo. Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chứng chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Thứ nhất, đức độ, đức từ bi. Đó là lòng từ bi, lòng yêu thương và sự nhân ái vô điều kiện dành cho tất cả mọi loài sống
chúng ta tu hành để phát triển lòng từ bi và cảm nhận sự kết nối và sự chung thủy với mọi người và môi trường xung quanh. Thứ hai, đức đặt, đức điều phối. Đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh tâm tư, ý chí và hành động. Chúng ta cố gắng làm chủ được ý niệm và hướng tâm của mình để không bị áp lực và cám dỗ để lùi khỏi con đường đúng đắn. Thứ ba, đức kỷ, tức là đức chánh niệm. Đó là khả năng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của sự thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tu hành chánh niệm để thức tỉnh và tỉnh thức từng khoảnh khắc, để thấy rõ sự vô thường và phiền não và tìm kiếm sự an lạc trong hiện tại. Thứ tư, đức túc, tức là đức tịnh tâm. Đó là khả năng lưu tâm và tập trung tối đa vào một mục tiêu duy nhất. Chúng ta tu hành để rèn luyện tâm trí, tránh sự phân tán và tiêu cực, và giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm tư. Thứ năm, đức khiêm, tức là đức tự khắc. Đó là sự khiêm tốn và thực hành không ám gian, không tự cao tự đại. Chúng ta tu hành để giải thoát khỏi lòng tự ái và sự kiêu ngạo, và hiểu rằng tất cả mọi người đều có giá trị và quyền lợi bình đẳng. Thứ sáu, đức nhẫn, tức là đức kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chúng ta tu hành để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi, gian khó và thử thách trong cuộc sống, và hiểu rằng chỉ thông qua nhẫn nại mới đạt được tiến bộ và giải thoát. Tu đủ lục độ không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một quá trình thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập và hòa nhập những đức này vào cuộc sống, chúng ta sẽ tạo ra sự bình an, sự thấu hiểu và sự giác ngộ trong tâm hồn. Trong nhà Phật, tu đủ lục độ là một khía cạnh quan trọng của việc tu tập và truyền thống Phật giáo. Đây là một hành trình tâm linh, trong đó mỗi người tu hành cố gắng rèn luyện và thực hành sáu đức ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bố thí. Đứng đầu trong tu lục độ là bố thí. Người học Phật hướng Phật phải hiểu được bố thí. Bố thí này không để cho mình mà để cho người. Bố thí có tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần quá duyên, không cần khuyến giáo. Nhìn thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, bởi vì tham nên mới giữ. Nếu mở lòng, không còn tham lam, luyến tiếc mà cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư, ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. Bố thí cho người, nhưng phước báo cho mình. Đó là loại ơn nhân quả đến tự nhiên không cưỡng cầu. Ta làm gì? Ta muốn như vậy, ta thấy như vậy là cần thiết, chứ không phải là để mong được nhận lại. Nếu bố thí gượng ép, thì chính là điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, điều gây tổn hại phúc đức. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là tuân thủ quy củ, không làm việc ác, tích cực hành thiện. Điều này cũng tương tự như bố thí. Bố thí là tận lực trợ giúp người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn. Bởi nếu sau khi bố thí mà đi phóng hỏa giết người thì bố thí vô dụng. Nếu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh giết kẻ có tiền để chia cho kẻ khó khăn, đó là không thể. Một việc ác không thể là tiền đề của một việc thiện. Tất cả đều phải tận lực tránh xa ác nghiệp. Sai thì sửa, chính niệm phát quang, chứ tuyệt đối không phải bạo lực. Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật. Trong gia đình không nên cùng người thân cãi vã, ngoài xã hội phải giữ gìn nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. Thứ ba là nhẫn nhịn. Nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn có thể quá giải. Học một điều thôi,
có thể sinh trăm phúc. Nghênh vạn lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn. Việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là người tu. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là chúng ta cũng treo trên miệng nụ cười giả dối không thật lòng, bụng đầy quán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác. Đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối, thẳng thắn với tâm tư của mình. Tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng, hiểu biết và chừng mực của mình. Thứ tư là tinh tiến. Con người sống ở trên đời sợ lười biếng, vì lười sinh tính ý lại, vô năng, vô minh. Người tu hành Phật Pháp phải có tinh thần tinh tiến, đọc kinh niệm Phật, bái Phật hàng ngày thôi chưa đủ. Trong lòng lúc nào cũng phải có sự tiến lên, không nhát lười, không thụ động, không dối gạt chính mình. Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật. Đó là tinh tiến, miệng niệm Phật, tay dâng hương, nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người, tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến, chỉ là đồ giả. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được điều mới, hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tu thêm được nhiều hơn hôm nay. Thứ năm đó là thiền định. Tại sao trong Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng thiền định? Bởi tinh thần tán loạn, lãng phí nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để sinh trí tuệ. Có trí thì không làm chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp. Có trí thì xóa bỏ vô minh, bài trừ tham lam sân hận. Thiền định còn giải trừ buồn phiền, tĩnh tâm tĩnh thân, đưa con người vào cõi hư vô trong chốc lát để tự mình phản tỉnh chính mình. Người thiền định lâu ngày sẽ hiểu được nhẫn, biết tinh tiến, biết trì giới, sẽ có lòng bố thí và quan trọng nhất là bồi dưỡng được trí tuệ. Thứ sáu là trí tuệ. Muốn có trí phải được bát nhã. Bát nhã chính là trí tuệ. Tại sao có kẻ phạm tội? Vì kẻ đó quá ngu si, nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường, hãy để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng, tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật thâm sâu, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật Pháp nhiệm màu. Tu lục độ là sáu phương tiện đưa con người thoát khỏi mê muội, đến với thế giới Phật Pháp nhiệm màu, xa rời những khổ đau tầm thường, hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài, nhưng ý nghĩa lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu và thấm nhuần, tự soi mình và hành động. Đức Phật tiết lộ những dấu hiệu sắp hết phước, tìm ra lý do gốc rễ khiến gia đình lục đục làm ăn thua lỗ. Phước báu là những kho báu tâm linh mà đạo Phật mang đến cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất hay danh vọng ngoại vi, mà nằm trong việc nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn. Phước báo đem đến sự an lạc, hạnh phúc và giác ngộ cho những ai đi trên con đường tu hành Phật giáo. Trong Phật giáo, phước báo được tạo nên thông qua việc thực hành những đức tính cao quý như từ bi, từ tâm, nhẫn nại, biết ơn và sự khiêm nhường. Khi chúng ta rèn luyện những đức tính này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chế ngự
và làm sáng tỏ tâm trí, từ đó mang lại phước báu cho bản thân và những người xung quanh. Phước báu trong đạo Phật không chỉ là niềm vui và an lạc cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta áp dụng lòng từ bi và nhân ái trong hành động của mình, chúng ta đóng góp vào sự hòa hợp và hạnh phúc chung. Phước báo giúp chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt đẹp, nơi mọi người sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Việc tìm kiếm và nhận thức được phước báo trong đạo Phật không chỉ giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu hành, mà còn giúp chúng ta tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và có giá trị. Khi ta cống hiến cho việc trau dồi tâm hồn và phát triển lòng từ bi, ta khám phá được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong chính mình. Nhận ra những dấu hiệu sắp hết phước này, cần tìm cách sửa đổi tâm tính. Ngược lại, nếu bạn ngó lơ, xem như không có và sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn, vô cùng khổ sở. Thứ nhất là thất bại liên tiếp. Mối quan hệ giữa IQ và tiền bạc không giống như cách chúng ta dự nghĩ. Chính điều đó đã gây ra những lầm tưởng khiến ta khó thoát nghèo. Thông minh không đảm bảo cuộc sống giàu có, mà là lộc của mỗi người. Đó là lý do chúng ta hay nói một người nào đó giàu là do may mắn. Nhưng hiểu sâu hơn thì ta sẽ biết rằng họ có nhiều phước lộc. Thế nên một người nhiều phước làm đâu cũng trúng, càng ngày càng ăn nên làm ra. Ngược lại, người ít phước thì chăm chỉ, vất vả nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng không giàu nổi. Nhưng bên cạnh đó, nếu trước đây làm ăn tốt, nhưng nay liên tục thất bại, thua lỗ, thì nên thận trọng. Có thể bạn đang sắp hết phước rồi đấy. Nếu việc kinh doanh trước đây đang tốt, khách ra vào nườm nượp, nhưng giờ vẫn mặt hàng đó, thế mà suốt một thời gian dài lại xảy ra tình trạng thi thoảng mới có khách ngó tới, đó là một trong những dấu hiệu sắp hết phước mà bạn không nên bỏ qua. Sự thật là nếu một người phước dày, buôn bán làm ăn gì cũng có lợi nhuận, bạn sẽ gặp được rất nhiều con đường kiếm tiền, thần tài gõ cửa, thậm chí cũng chẳng cần vất vả hay bận rộn quá nhiều. Phước lộc sẽ có lúc cạn nếu không biết cách bồi đắp thêm. Thế nên không ít người làm ăn phát đạt suốt 3 năm đầu, nhưng năm thứ tư bắt đầu xuống dốc. Lúc này lại đổ tại khách hàng khó tính, đơn vị gửi hàng cho mình gian manh. Họ không để ý rằng vận may đang bắt đầu cạn dần. Người ta thường nói, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng suốt, nghĩa là chính ta không nhận ra vấn đề của mình nên mới không sáng tỏ, thế nên cứ liên tục phạm sai lầm mà không hay biết. Bên ngoài có vẻ như do bất cẩn nên phạm sai lầm, nhưng thực tế thì vô số việc dù bạn hết sức thận trọng tính toán trước sau vẫn không tránh khỏi phạm sai lầm. Thí dụ, ban đầu bạn lưỡng lự không muốn chi tiền đầu tư vào dự án này, nhưng không hiểu sao lúc đó bạn cứ đâm đầu vào. Bạn không muốn nói ra một chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nói ra, gây mất lòng xích mích. Các quyết định sai liên tục xuất hiện khiến bạn hoang mang vô cùng. Thực ra đó là lúc phước cạn, chứ không phải do bạn không khôn ngoan nhanh trí. Thứ hai đó là sinh tật. Bỗng nhiên sinh tật cũng được xem là một trong những dấu hiệu sắp hết phước của một người. Có thể người trong cuộc không nhận ra vì những cái tật nhỏ ban đầu không rõ ràng. Thế nhưng chúng đang mỗi ngày một lớn lên trong bạn. Nếu không tinh ý để loại bỏ sớm thì tật đó rất lớn. Nguy cơ hiểm họa gì thế đang rình rập để gây rắc rối cho bạn. Dĩ như có người đang ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc, nhưng trong các cuộc vui lại được giới thiệu tai vịnh. Ban đầu chỉ để cho vui, nhưng theo thời gian vì quen thói nên sau này lại thích có thêm bồ bịch để làm cuộc sống thêm phần rộn ràng. Thế nhưng một người đang sống, vợ chồng con cái hạnh phúc, tự nhiên lại muốn có thêm,
nên yêu đương ngoài luồng, ngoại tình chỉ để cho vui mà không biết rằng họa đang đến gần. Hay không thiếu người khó khăn vì chung tay cùng vợ con làm ăn, nỗ lực, nhưng khi giàu có sung sướng lại muốn cơi nới, tìm cảm giác lạ ở bên ngoài. Có thể họ nghĩ đơn giản rằng bản thân đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng lại không nhận ra rằng việc sinh tật này báo hiệu ruộng phước của họ đang đến đoạn khô cằn do không được bồi đắp. Họ mãi đuổi theo những mong cầu của bản thân mà không quan tâm tới bất kỳ lợi ích của người khác, thì theo nhân quả cũng không nhận được về điều gì tốt đẹp. Không ít đại gia sau khi bỏ vợ thì bị bồ bỏ hoặc lừa gạt tiền nong, làm ăn đổ bể, cuộc đời xuống dốc từ đó. Những người cho dù rất tốt bụng, chăm chỉ, nhưng bỗng dưng có thêm nhiều tật xấu, thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống. Thế nên hãy thận trọng. Thứ ba, ốm đau triền miên. Người xưa có câu: khi bạn không may mắn, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Thế nên nếu có dấu hiệu cứ đau ốm liên miên khiến bản thân không thể nào tập trung làm việc được, đó cũng là một trong những dấu hiệu xấu mà bạn cần đặc biệt quan tâm. Xuống cấp sức khỏe không chỉ đơn giản là bị bệnh thì phải uống thuốc hay chữa trị ngay, mà nguyên nhân gốc rễ ở chỗ phước đang cạn dần mà bạn không hay biết. Thế nên uống thuốc chỉ là phụ, việc chính là phải tích đức hành thiện, làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Hầu hết chúng ta chữa bệnh sai nên chỉ chữa được cái vấn đề ở hiện tại bề ngoài, chứ không chữa được tận gốc, cuối cùng là bệnh tái đi tái lại, hoặc thậm chí còn có thêm bệnh mới nặng hơn. Lúc đấy ta chỉ biết đổ tại mình xui, chứ không thể giải thích nổi, cho dù bản thân cố gắng sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Mà đúng là xui thật, vì vận may đã hết sạch mà không biết, không tìm cách nào để cải tạo ruộng phước của mình. Thậm chí có một số người xui xẻo đến nỗi đi bộ cũng bị xe đâm vào người, ăn cũng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Cho nên đừng xem thường những cái xui nhỏ mình đang gặp, mà nên tỉnh táo thay đổi lối sống. Đúng là vạn vật trên đời đều có số mệnh, không chỉ sống thuận theo tự nhiên mà còn phải biết chăm chỉ tích phước để lúc gặp họa còn có thể tự cứu lấy mình. Còn nếu không, lúc đó cầu trời hay khấn Phật cũng không được gì nữa rồi. Chúng ta có quan điểm rất chung chung rằng cúng dường cho Phật sẽ nhận phước báo, nhưng đó mới chỉ là xuất phát từ cái tâm nhỏ hẹp, thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Thứ tư, tiêu cực, khó chịu. Nếu lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, luôn thấy mọi người xung quanh hiền hòa, vui vẻ với mình, nghĩa là ta đang có phước. Ngược lại, nếu trong lòng hay bất an, tiêu cực, nhiều người chơi xấu, tìm cách hãm hại, nhìn xung quanh hay cũng là kẻ xấu, thì không chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, mà còn là do bản thân đã sắp hết phước. Nhiều điều khiến tâm trạng không tốt cũng đồng nghĩa với việc phước đức đang dần cạn đi theo thời gian. Hãy nhận diện rằng nếu một thời điểm mà trong lòng bạn luôn nghĩ xấu về người khác, thì bản thân đang trong giai đoạn hết phước rồi đó. Một người sắp hết phước cực kỳ tiêu cực. Họ không thích khen ngợi cho thành công của người khác, ghen tị với ai đang hạnh phúc hơn. Thậm chí họ còn tìm cách đi nói xấu, vu khống cho một cá nhân, chê người ta làm giàu bất chính, ăn chặn tiền từ thiện, trong khi bản thân chẳng làm gì được cho người khác. Nhìn chung, người sắp hết phước hay ưa thích hoặc dễ bị thu hút với những việc xấu bất thiện, thay đổi tính nết, tham lam, giận hờn, si mê, kiêu ngạo, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này, thì nên sớm tìm cách sửa đổi, chọn bạn mà chơi, tránh xa người xấu, chọn người sống lương thiện, chăm chỉ,
tu chí làm ăn mà giao lưu. Bên cạnh đó, đừng quên giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc thiện, giúp người, giúp đời. Thứ năm, mối quan hệ bất ổn. Bạn chẳng thể nào an tâm mà làm ăn, kiếm tiền nếu gia đình lục đục, nội ngoại mâu thuẫn xảy ra liên miên. Thế nên, một người bị mọi người xung quanh xa lánh, gia đình đang không hạnh phúc, thì cho dù giàu có, họ cũng vẫn thấy cô đơn, buồn tủi. Họ thường có xu hướng dùng tiền để bù đắp khoảng trống trong lòng, để mua niềm vui, vì cho rằng có tiền là có tất cả. Cuối cùng là dễ sa đà vào những tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể đến khi phúc đã cạn thì vẫn đang ập đến ngày càng nhiều, sẽ mang tới vô vàn vấn đề và mâu thuẫn cùng lúc phát sinh, khiến cho người ta trở tay không kịp. Không chỉ dừng lại việc giảng hòa trong gia đình, mà bạn còn phải hướng tâm tốt của mình bằng cách làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Vậy nên, chỉ cần thấy dấu hiệu gia đình bất ổn thì tìm cách để tạo phước lành tới nhiều người khác nhiều hơn. Khi bạn gieo nhiều nhân tốt đẹp cho mọi người, thì bạn mới mong có thể cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ sáu là lãng phí. Mỗi hạt cơm trong bát chúng ta ăn hàng ngày tưởng đơn giản nhưng vô cùng đáng quý, vì chúng phải trải qua bao nhiêu mưa nắng với công sức của bao nhiêu người, từ thu hoạch cho đến đóng bao bì, vận chuyển, nấu nướng mới có thể nằm trên bàn ăn của chúng ta. Thế nhưng ta vẫn lãng phí, ăn uống thừa mứa hay vứt bỏ chúng đi là rất đáng tội. Đó mới đơn giản là hạt cơm, còn những thức ăn khác mà để thừa thì càng không nên chút nào. Một người dù đang sống trong sung sướng mà lãng phí thì lối sống ấy không kéo dài lâu, vì họ đang lãng phí phước báu của mình mà không hề hay biết. Hành động lãng phí đồng nghĩa với sự vô ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Thế nên, theo thời gian, mọi thứ sẽ quay lưng cho chúng ta. Lúc này việc làm ăn cũng không thuận, thường thiếu trước hụt sau. Trong khi đó, một người sống tiết kiệm thì cuộc đời không bị thiếu thốn, luôn được no đủ. Vì thế, hãy thực hành lối sống tiết kiệm mỗi ngày, không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Hãy trân trọng từng món đồ mà mình đang sở hữu. Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ: im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh dối trá, mà hãy sống chân thực với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đềm, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị, đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời khoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế.
nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lộc lừa. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bài là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác.
chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên, khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện, làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn dị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách, con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ Ngộ Chí Kim, những người thành đại sự
không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàng tính cam chịu nỗi khổ nhục, chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được, nhìn sự phiền thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời. Nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân oán hết thì đường ai nấy bước. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đã có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: khuyên người xin làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ. Nếu phát Bồ Đề tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ. Ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần.
đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng điên cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì? Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ, muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ,
cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là đòi trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ. Đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn, phải điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoan. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dượng nhỏ trước mặt con Dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, ngươi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim,
cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng ba người con trai biết nói như người bình thường. Ba kiểu người châm bái Phật cũng vô ích. Thứ nhất, người luôn mang lòng nghi ngờ. Việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin. Nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ người đó, thậm chí còn có thể gặp phải trừng phạt và báo ứng của Đức Phật. Đức Phật vốn là bậc toàn giác, biết mọi điều, trí tuệ vô biên, cho nên Ngài có thể biết được hết thảy những suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Nếu một người trong tâm sinh lòng nghi ngờ Ngài, vậy thì dù cho có ngày ngày tới cửa bái Phật thì cũng là đang lừa gạt Ngài, làm theo hình thức bên ngoài mà thôi. Kết quả của việc lừa dối Phật chính là không bao giờ được Ngài hộ mệnh. Nếu đã không tin Phật, hà tất phải đi bái Phật cho uổng công. Bái Phật là một loại tín ngưỡng, điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu. Do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật dạy là phi lý, không có lẽ thực, đồng thời lại còn hô hào người khác đồng hành với việc xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ, không tin lời Phật dạy, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đó mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, những mong gội rửa tội nghiệp. Nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, há chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác. Còn trong cuộc sống, những người có tính đa nghi như thế, đối với gia đình, người thân họ chẳng tin tưởng một người nào hết. Đối với bạn bè, họ không thấy ai là người đáng tin cậy. Đối với Phật Pháp, họ cho rằng không có lợi ích thật sự, nên họ đánh mất niềm tin mà bỏ qua cơ hội tốt học đạo làm người. Người như vậy không bao giờ được Phật độ và chở che. Thứ hai, người bất hiếu với cha mẹ. Những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong ba kiểu người bái Phật vô ích, khi tự tay làm tiêu tan phúc lành của mình nhưng không lường được hậu quả mà việc đó gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu. Hiếu giả bách hạnh chi tiên. Một người không thể được xem là hoàn thiện dù có nhiều đức tính tốt nhưng khiếm khuyết lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dạy công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không ai có mặt trên cuộc đời này. Cho nên tri ân báo ân ông bà cha mẹ là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Hiếu thảo là đạo đức to lớn thì bất hiếu là một tội nặng. Bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. Trong kinh Nhẫn Nhục, lời Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau, không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Từ xưa cũng như nay, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu, hổ với người đời, thẹn với con cháu. Sau khi chết đi, bị đọa địa ngục, đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi. Phật Pháp
vốn luôn coi trọng luật nhân quả. Một người ngay đến cha mẹ mình còn không làm tròn chữ hiếu thì làm sao có thể thành tâm tu tập dưỡng tính như những lời gửi gắm tới Đức Phật? Đó chẳng qua chỉ là những lời nói giả tạo, gió thoảng mây bay, nói cho có. Người như vậy cuộc đời gặp nhiều chông gai trắc trở cũng là lẽ thường tình. Khi ấy dù có hết lòng cầu khấn Đức Phật ban ơn cũng là vô ích. Thứ ba, người không biết hối cải. Con người trên đời không ai hoàn hảo, vô khuyết, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai mà biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai, nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng có hề một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai, còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế nên đối chớ những người này, hay từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm rây rứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ người như vậy. Lời Phật dạy, tu đủ lục độ để sống đời an lạc, hưởng mọi phúc báo. Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chứng chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Thứ nhất, đức độ, đức từ bi. Đó là lòng từ bi, lòng yêu thương và sự nhân ái vô điều kiện dành cho tất cả mọi loài sống. Chúng ta tu hành để phát triển lòng từ bi và cảm nhận sự kết nối và sự chung thủy với mọi người và môi trường xung quanh. Thứ hai, đức đặt, đức điều phối. Đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh tâm tư, ý chí và hành động. Chúng ta cố gắng làm chủ được ý niệm và hướng tâm của mình để không bị áp lực và cám dỗ đẩy lùi khỏi con đường đúng đắn. Thứ ba, đức kỷ, tức là đức chánh niệm. Đó là khả năng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của sự thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tu hành chánh niệm để thức tỉnh và tỉnh thức từng khoảnh khắc, để thấy rõ sự vô thường và phiền não và tìm kiếm sự an lạc trong hiện tại. Thứ tư, đức túc, tức là đức tịnh tâm. Đó là khả năng lưu tâm và tập trung tối đa vào một mục tiêu duy nhất.
chúng ta tu hành để rèn luyện tâm trí, tránh sự phân tán và tiêu cực, và giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm tư. Thứ năm, đức khiêm, tức là đức tự khắc. Đó là sự khiêm tốn và thực hành không ám gian, không tự cao tự đại. Chúng ta tu hành để giải thoát khỏi lòng tự ái và sự kiêu ngạo, và hiểu rằng tất cả mọi người đều có giá trị và quyền lợi bình đẳng. Thứ sáu, đức nhẫn, tức là đức kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chúng ta tu hành để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi, gian khó và thử thách trong cuộc sống, và hiểu rằng chỉ thông qua nhẫn nại mới đạt được tiến bộ và giải thoát. Tu đủ lục độ không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một quá trình thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập và hòa nhập những đức này vào cuộc sống, chúng ta sẽ tạo ra sự bình an, sự thấu hiểu và sự giác ngộ trong tâm hồn. Trong nhà Phật, tu đủ lục độ là một khía cạnh quan trọng của việc tu tập và truyền thống Phật giáo. Đây là một hành trình tâm linh, trong đó mỗi người tu hành cố gắng rèn luyện và thực hành 6 đức ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bố thí. Đứng đầu trong tu lục độ là bố thí. Người học Phật hướng Phật phải hiểu được bố thí. Bố thí này không để cho mình mà để cho người. Bố thí có tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần quả duyên, không cần khuyến giáo. Nhìn thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, bởi vì tham nên mới giữ. Nếu mở lòng, không còn tham lam, luyến tiếc mà cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư, ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. Bố thí cho người, nhưng phước báo cho mình. Đó là loại ơn nhân quả đến tự nhiên không cưỡng cầu. Ta làm gì? Ta muốn như vậy. Ta thấy như vậy là cần thiết, chứ không phải là để mong được nhận lại. Nếu bố thí gượng ép, thì chính là điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, điều gây tổn hại phúc đức. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là tuân thủ quy củ, không làm việc ác, tích cực hành thiện. Điều này cũng tương tự như bố thí. Bố thí là tận lực trợ giúp người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn. Bởi nếu sau khi bố thí mà đi phóng quả giết người thì bố thí vô dụng. Nếu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh giết kẻ có tiền để chia cho kẻ khó khăn, đó là không thể. Một việc ác không thể là tiền đề của một việc thiện. Tất cả đều phải tận lực tránh xa ác nghiệp. Sai thì sửa, chính niệm phát quang, chứ tuyệt đối không phải bạo lực. Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật. Trong gia đình không nên cùng người thân cãi vã, ngoài xã hội phải giữ gìn nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. Thứ ba là nhẫn nhịn. Nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn có thể quá giải. Học một điều thôi có thể sinh trăm phúc. Nên dạng lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn. Việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là người tu. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là chúng ta cũng treo trên miệng nụ cười giả dối không thật lòng, bụng đầy quán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác. Đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối, thẳng thắn với tâm tư của mình.
Tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng, hiểu biết và chừng mực của mình. Thứ tư là tinh tiến. Con người sống ở trên đời sợ lười biếng, vì lười sinh tính ý lại, vô năng, vô minh. Người tu hành Phật Pháp phải có tinh thần tinh tiến, đọc kinh niệm Phật, bái Phật hàng ngày thôi chưa đủ. Trong lòng lúc nào cũng phải có sự tiến lên, không nhát lười, không thụ động, không dối gạt chính mình. Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật. Đó là tinh tiến, miệng niệm Phật, tay dâng hương, nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người, tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến, chỉ là đồ giả. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được điều mới, hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tu thêm được nhiều hơn hôm nay. Thứ năm đó là thiền định. Tại sao trong Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng thiền định? Bởi tinh thần tán loạn, lãng phí nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để sinh trí tuệ. Có trí thì không làm chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp. Có trí thì xóa bỏ vô minh, bài trừ tham lam sân hận. Thiền định còn giải trừ buồn phiền, tĩnh tâm tĩnh thân, đưa con người vào cõi hư vô trong chốc lát để tự mình phản tỉnh chính mình. Người thiền định lâu ngày sẽ hiểu được nhẫn, biết tinh tiến, biết trì giới, sẽ có lòng bố thí và quan trọng nhất là bồi dưỡng được trí tuệ. Thứ sáu là trí tuệ. Muốn có trí phải được bát nhã. Bát nhã chính là trí tuệ. Tại sao có kẻ phạm tội? Vì kẻ đó quá ngu si, nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường, hãy để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng, tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật thâm sâu, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật Pháp nhiệm màu. Tu lục độ là sáu phương tiện đưa con người thoát khỏi mê muội, đến với thế giới Phật Pháp nhiệm màu, xa rời những khổ đau tầm thường, hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài, nhưng ý nghĩa lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu và thấm nhuần, tự soi mình và hành động. Đức Phật tiết lộ những dấu hiệu sắp hết phước, tìm ra lý do gốc rễ khiến gia đình lục đục làm ăn thua lỗ. Phước báu là những kho báu tâm linh mà đạo Phật mang đến cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất hay danh vọng ngoại vi, mà nằm trong việc nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn. Phước báo đem đến sự an lạc, hạnh phúc và giác ngộ cho những ai đi trên con đường tu hành Phật giáo. Trong Phật giáo, phước báo được tạo nên thông qua việc thực hành những đức tính cao quý như từ bi, từ tâm, nhẫn nại, biết ơn và sự khiêm nhường. Khi chúng ta rèn luyện những đức tính này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chế ngự và làm sáng tỏ tâm trí, từ đó mang lại phước báu cho bản thân và những người xung quanh. Phước báu trong đạo Phật không chỉ là niềm vui và an lạc cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta áp dụng lòng từ bi và nhân ái trong hành động của mình, chúng ta đóng góp vào sự hòa hợp và hạnh phúc chung. Phước báo giúp chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt đẹp, nơi mọi người sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Việc tìm kiếm và nhận thức được phước báo trong đạo Phật không chỉ giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu hành, mà còn giúp chúng ta tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và có giá trị. Khi ta cống hiến cho việc trau dồi tâm hồn và phát triển lòng từ bi, ta khám phá được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong chính mình. Nhận ra những dấu hiệu
sắp hết phước này, cần tìm cách sửa đổi tâm tính. Ngược lại, nếu bạn ngó lơ, xem như không có, và sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn, vô cùng khổ sở. Thứ nhất là thất bại liên tiếp. Mối quan hệ giữa IQ và tiền bạc không giống như cách chúng ta vẫn nghĩ. Chính điều đó đã gây ra những lầm tưởng khiến ta khó thoát nghèo. Thông minh không đảm bảo cuộc sống giàu có, mà là lộc của mỗi người. Đó là lý do chúng ta hay nói một người nào đó giàu là do may mắn. Nhưng hiểu sâu hơn thì ta sẽ biết rằng họ có nhiều phước lộc. Thế nên, một người nhiều phước làm đâu cũng trúng, càng ngày càng ăn nên làm ra. Ngược lại, người ít phước thì chăm chỉ, vất vả nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng không giàu nổi. Nhưng bên cạnh đó, nếu trước đây làm ăn tốt, nhưng nay liên tục thất bại, thua lỗ, thì nên thận trọng. Có thể bạn đang sắp hết phước rồi đấy. Nếu việc kinh doanh trước đây đang tốt, khách ra vào nườm nượp, nhưng giờ vẫn mặc hàng đó, thế mà suốt một thời gian dài lại xảy ra tình trạng thi thoảng mới có khách ngó tới. Đó là một trong những dấu hiệu sắp hết phước mà bạn không nên bỏ qua. Sự thật là nếu một người phước dày, buôn bán, làm ăn gì cũng có lợi nhuận, bạn sẽ gặp được rất nhiều con đường kiếm tiền. Thần tài gõ cửa, thậm chí cũng chẳng cần vất vả hay bận rộn quá nhiều. Phước lộc sẽ có lúc cạn nếu không biết cách bồi đắp thêm. Thế nên, không ít người làm ăn phát đạt suốt 3 năm đầu, nhưng năm thứ tư bắt đầu xuống dốc. Lúc này lại đổ tại khách hàng khó tính, đơn vị gửi hàng cho mình gian manh. Họ không để ý rằng vận may đang bắt đầu cạn dần. Người ta thường nói, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng suốt, nghĩa là chính ta không nhận ra vấn đề của mình nên mới không sáng tỏ. Thế nên cứ liên tục phạm sai lầm mà không hay biết. Bên ngoài có vẻ như do bất cẩn nên phạm sai lầm, nhưng thực tế thì vô số việc dù bạn hết sức thận trọng tính toán trước sau vẫn không tránh khỏi phạm sai lầm. Thí dụ, ban đầu bạn lưỡng lự không muốn chi tiền đầu tư vào dự án này, nhưng không hiểu sao lúc đó bạn cứ đâm đầu vào. Bạn không muốn nói ra một chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nói ra, gây mất lòng xích mích. Các quyết định sai liên tục xuất hiện khiến bạn hoang mang vô cùng. Thực ra đó là lúc phước cạn, chứ không phải do bạn không khôn ngoan nhanh trí. Thứ hai đó là sinh tật. Bỗng nhiên sinh tật cũng được xem là một trong những dấu hiệu sắp hết phước của một người. Có thể người trong cuộc không nhận ra vì những cái tật nhỏ ban đầu không rõ ràng. Thế nhưng chúng đang mỗi ngày một lớn lên trong bạn. Nếu không tinh ý để loại bỏ sớm thì tật đó rất lớn. Nguy cơ hiểm họa gì thế đang rình rập để gây rắc rối cho bạn. Dĩ như có người đang ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc, nhưng trong các cuộc vui lại được giới thiệu tai vịn. Ban đầu chỉ để cho vui, nhưng theo thời gian vì quen thói nên sau này lại thích có thêm bộ bịch để làm cuộc sống thêm phần rộn ràng. Thế nhưng một người đang sống, vợ chồng con cái hạnh phúc, tự nhiên lại muốn có thêm, nên yêu đương ngoài luồng, ngoại tình chỉ để cho vui mà không biết rằng họa đang đến gần. Hay không thiếu người khó khăn vì chung tay cùng vợ con làm ăn nỗ lực, nhưng khi giàu có sung sướng lại muốn cơi nới, tìm cảm giác lạ ở bên ngoài. Có thể họ nghĩ đơn giản rằng bản thân đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng lại không nhận ra rằng việc sinh tật này báo hiệu ruộng phước của họ đang đến đoạn khô cằn do không được bồi đắp. Họ mãi đuổi theo những mong cầu của bản thân mà không quan tâm tới bất kỳ lợi ích của người khác, thì theo nhân quả cũng không nhận được về điều gì tốt đẹp. Không ít đại gia sau khi bỏ vợ thì bị bồ bỏ hoặc lừa gạt tiền nong, làm ăn đổ bể, cuộc đời xuống dốc từ đó. Những người cho dù rất tốt bụng, chăm chỉ, nhưng bỗng dưng có thêm nhiều tật xấu,
thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống. Thế nên hãy thận trọng. Thứ ba, ốm đau triền miên. Người xưa có câu: khi bạn không may mắn, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Thế nên nếu có dấu hiệu cứ đau ốm liên miên khiến bản thân không thể nào tập trung làm việc được, đó cũng là một trong những dấu hiệu xấu mà bạn cần đặc biệt quan tâm. Xuống cấp sức khỏe không chỉ đơn giản là bị bệnh thì phải uống thuốc hay chữa trị ngay, mà nguyên nhân gốc rễ ở chỗ phước đang cạn dần mà bạn không hay biết. Thế nên uống thuốc chỉ là phụ, việc chính là phải tích đức hành thiện, làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Hầu hết chúng ta chữa bệnh sai nên chỉ chữa được cái vấn đề ở hiện tại bề ngoài, chứ không chữa được tận gốc. Cuối cùng là bệnh tái đi tái lại, hoặc thậm chí còn có thêm bệnh mới nặng hơn. Lúc đấy ta chỉ biết đổ tại mình xui, chứ không thể giải thích nổi, cho dù bản thân cố gắng sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Mà đúng là xui thật, vì vận may đã hết sạch mà không biết, không tìm cách nào để cải tạo ruộng phước của mình. Thậm chí có một số người xui xẻo đến nỗi đi bộ cũng bị xe đâm vào người, ăn cũng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Cho nên đừng xem thường những cái xui nhỏ mình đang gặp, mà nên tỉnh táo thay đổi lối sống. Đúng là vạn vật trên đời đều có số mệnh, không chỉ sống thuận theo tự nhiên mà còn phải biết chăm chỉ tích phước để lúc gặp họa còn có thể tự cứu lấy mình. Còn nếu không, lúc đó cầu trời hay khấn Phật cũng không được gì nữa rồi. Chúng ta có quan điểm rất chung chung rằng cúng dường cho Phật sẽ nhận phước báo, nhưng đó mới chỉ là xuất phát từ cái tâm nhỏ hẹp, thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Thứ tư, tiêu cực, khó chịu. Nếu lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, luôn thấy mọi người xung quanh hiền hòa, vui vẻ với mình, nghĩa là ta đang có phước. Ngược lại, nếu trong lòng hay bất an, tiêu cực, nhiều người chơi xấu, tìm cách hãm hại, nhìn xung quanh hay cũng là kẻ xấu, thì không chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, mà còn là do bản thân đã sắp hết phước. Nhiều điều khiến tâm trạng không tốt cũng đồng nghĩa với việc phước đức đang dần cạn đi theo thời gian. Hãy nhận diện rằng nếu một thời điểm mà trong lòng bạn luôn nghĩ xấu về người khác, thì bản thân đang trong giai đoạn hết phước rồi đó. Một người sắp hết phước cực kỳ tiêu cực. Họ không thích khen ngợi cho thành công của người khác, ghen tị với ai đang hạnh phúc hơn. Thậm chí họ còn tìm cách đi nói xấu, vu khống cho một cá nhân, chê người ta làm giàu bất chính, ăn chặn tiền từ thiện, trong khi bản thân chẳng làm gì được cho người khác. Nhìn chung, người sắp hết phước hay ưa thích hoặc dễ bị thu hút với những việc xấu bất thiện, thay đổi tính nết, tham lam, giận hờn, si mê, kiêu ngạo, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này, thì nên sớm tìm cách sửa đổi, chọn bạn mà chơi, tránh xa người xấu, chọn người sống lương thiện, chăm chỉ, tu chí làm ăn mà giao lưu. Bên cạnh đó, đừng quên giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc thiện, giúp người, giúp đời. Thứ năm, mối quan hệ bất ổn. Bạn chẳng thể nào an tâm mà làm ăn, kiếm tiền nếu gia đình lục đục, nội ngoại mâu thuẫn xảy ra liên miên. Thế nên, một người bị mọi người xung quanh xa lánh, gia đình đang không hạnh phúc, thì cho dù giàu có, họ cũng vẫn thấy cô đơn, buồn tủi. Họ thường có xu hướng dùng tiền để bù đắp khoảng trống trong lòng, để mua niềm vui, vì cho rằng có tiền là có tất cả. Cuối cùng là dễ sa đà vào những tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể đến khi phúc đã cạn thì vận đen ập đến ngày càng nhiều, sẽ mang tới vô vàn vấn đề và mâu thuẫn cùng lúc phát sinh, khiến cho người ta trở tay không kịp. Không chỉ dừng lại việc giảng hòa trong gia đình, mà bạn còn phải hướng tâm tốt của mình
bằng cách làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Vậy nên, chỉ cần thấy dấu hiệu gia đình bất ổn thì tìm cách để tạo phước lành tới nhiều người khác nhiều hơn. Khi bạn gieo nhiều nhân tốt đẹp cho mọi người, thì bạn mới mong có thể cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ sáu là lãng phí. Mỗi hạt cơm trong bát chúng ta ăn hàng ngày tưởng đơn giản nhưng vô cùng đáng quý, vì chúng phải trải qua bao nhiêu mưa nắng với công sức của bao nhiêu người, từ thu hoạch cho đến đóng bao bì, vận chuyển, nấu nướng mới có thể nằm trên bàn ăn của chúng ta. Thế nhưng ta vẫn lãng phí, ăn uống thừa mứa hay vứt bỏ chúng đi là rất đáng tội. Đó mới đơn giản là hạt cơm, còn những thức ăn khác mà để thừa thì càng không nên chút nào. Một người dù đang sống trong sung sướng mà lãng phí thì lối sống ấy không kéo dài lâu, vì họ đang lãng phí phước báu của mình mà không hề hay biết. Hành động lãng phí đồng nghĩa với sự vô ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có. Thế nên, theo thời gian, mọi thứ sẽ quay lưng cho chúng ta. Lúc này việc làm ăn cũng không thuận, thường thiếu trước hụt sau. Trong khi đó, một người sống tiết kiệm thì cuộc đời không bị thiếu thốn, luôn được no đủ. Vì thế, hãy thực hành lối sống tiết kiệm mỗi ngày, không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Hãy trân trọng từng món đồ mà mình đang sở hữu. Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ: im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh dối trá, mà hãy sống chân thực với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người, đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đẹp, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn dị, đắng cay, tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời khoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lộc lượng. Mỗi người có một số phận riêng, thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai,
im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa. Đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi người bị sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại. Mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai.
khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện, làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cầm chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách. Con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm, Hàng Tính cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nhìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy.
Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi giả kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân oán hết thì được ai nấy bước. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đang có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: khuyên người xin làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ. Nếu phát Bồ Đề tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ. Ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khả được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần. Đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng đi cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì?
Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn, bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật, khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là đồ trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến.
mỗi lần nhìn thấy đằng kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ, đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn và điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dượng nhỏ trước mặt con Dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói, dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, nơi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng 3 người con trai biết nói như người bình thường. 3 kiểu người chăm bái Phật cũng vô ích. Thứ nhất, người luôn mang lòng nghi ngờ. Việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin. Nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ người đó, thậm chí còn có thể gặp phải trừng phạt và báo ứng của Đức Phật. Đức Phật vốn là bậc toàn giác, biết mọi điều, trí tuệ vô biên, cho nên Ngài có thể biết được hết thảy những suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Nếu một người trong tâm sinh lòng nghi ngờ Ngài, vậy thì dù cho có ngày ngày tới cửa bái Phật thì cũng là đang lừa gạt Ngài,
làm theo hình thức bên ngoài mà thôi. Kết quả của việc lừa dối Phật chính là không bao giờ được Ngài hộ mình. Nếu đã không tin Phật, hà tất phải đi bái Phật cho uổng công. Bái Phật là một loại tín ngưỡng. Điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu. Do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật dạy là phi lý, không có lẽ thực, đồng thời lại còn hô hào người khác đồng hành với việc xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ, không tin lời Phật dạy, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đó mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, những mong gội rửa tội nghiệp. Nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, há chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác? Còn trong cuộc sống, những người có tính đa nghi như thế, đối với gia đình, người thân họ chẳng tin tưởng một người nào hết. Đối với bạn bè, họ không thấy ai là người đáng tin cậy. Đối với Phật Pháp, họ cho rằng không có lợi ích thật sự, nên họ đánh mất niềm tin mà bỏ qua cơ hội tốt học đạo làm người. Người như vậy không bao giờ được Phật độ và chở che. Thứ hai, người bất hiếu với cha mẹ. Những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong ba kiểu người bái Phật vô ích, khi tự tay làm tiêu tan phúc lành của mình nhưng không lường được hậu quả mà việc đó gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu. Hiếu giả bách hạnh chi tiên. Một người không thể được xem là hoàn thiện dù có nhiều đức tính tốt nhưng khiếm khuyết lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dạy công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không ai có mặt trên cuộc đời này. Cho nên tri ân báo ân ông bà cha mẹ là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Hiếu thảo là đạo đức to lớn thì bất hiếu là một tội nặng. Bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. Trong kinh Nhẫn Nhục, lời Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau, không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Từ xưa cũng như nay, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu, hổ với người đời, thẹn với con cháu, sau khi chết đi bị đọa địa ngục. Đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi. Phật Pháp vốn luôn coi trọng luật nhân quả. Một người ngay đến cha mẹ mình còn không làm tròn chữ hiếu thì làm sao có thể thành tâm tu tập dưỡng tính? Như những lời gửi gắm tới Đức Phật, đó chẳng qua chỉ là những lời nói giả tạo, gió thoảng mây bay, nói cho có. Người như vậy, cuộc đời gặp nhiều chông gai trắc trở cũng là lẽ thường tình. Khi ấy, dù có hết lòng cầu khấn Đức Phật ban ơn cũng là vô ích. Thứ ba, người không biết hối cải. Con người trên đời không ai hoàn hảo, vô khuyết, khó tránh khỏi, có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất. Một là người không mắc phải lỗi lầm gì. Hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa.
đã là người phàm, thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở. Người làm sai mà biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai, nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng có hề một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai, còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế nên đối với những người này, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm rây rứt, hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ người như vậy. Lời Phật dạy: tu đủ lục độ để sống đời an lạc, hưởng mọi phúc báo. Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chứng chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Thứ nhất, đức độ, đức từ bi. Đó là lòng từ bi, lòng yêu thương và sự nhân ái vô điều kiện dành cho tất cả mọi loài sống. Chúng ta tu hành để phát triển lòng từ bi và cảm nhận sự kết nối và sự chung thủy với mọi người và môi trường xung quanh. Thứ hai, đức đặt, đức điều phối. Đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh tâm tư, ý chí và hành động. Chúng ta cố gắng làm chủ được ý niệm và hướng tâm của mình để không bị áp lực và cám dỗ đẩy lùi khỏi con đường đúng đắn. Thứ ba, đức kỷ, tức là đức chánh niệm. Đó là khả năng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của sự thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tu hành chánh niệm để thức tỉnh và tỉnh thức từng khoảnh khắc, để thấy rõ sự vô thường và phiền não và tìm kiếm sự an lạc trong hiện tại. Thứ tư, đức túc, tức là đức tịnh tâm. Đó là khả năng lưu tâm và tập trung tối đa vào một mục tiêu duy nhất. Chúng ta tu hành để rèn luyện tâm trí, tránh sự phân tán và tiêu cực, và giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm tư. Thứ năm, đức khiêm, tức là đức tự khắc. Đó là sự khiêm tốn và thực hành không ám gian, không tự cao tự đại. Chúng ta tu hành để giải thoát khỏi lòng tự ái và sự kiêu ngạo, và hiểu rằng tất cả mọi người đều có giá trị và quyền lợi bình đẳng. Thứ sáu, đức nhẫn, tức là đức kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chúng ta tu hành để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi, gian khó và thử thách trong cuộc sống, và hiểu rằng chỉ thông qua nhẫn nại mới đạt được tiến bộ và giải thoát. Tu đủ lục độ không chỉ là một khái niệm trừu tượng,
mà là một quá trình thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập và hòa nhập những đức này vào cuộc sống, chúng ta sẽ tạo ra sự bình an, sự thấu hiểu và sự giác ngộ trong tâm hồn. Trong nhà Phật, tu đủ lục độ là một khía cạnh quan trọng của việc tu tập và truyền thống Phật giáo. Đây là một hành trình tâm linh, trong đó mỗi người tu hành cố gắng rèn luyện và thực hành 6 đức ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bố thí. Đứng đầu trong tu lục độ là bố thí. Người học Phật hướng Phật phải hiểu được bố thí. Bố thí này không để cho mình mà để cho người. Bố thí có tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần quá duyên, không cần khuyến giáo. Nhìn thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, bởi vì tham nên mới giữ. Nếu mở lòng, không còn tham lam, luyến tiếc mà cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư, ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. Bố thí cho người, nhưng phước báo cho mình. Đó là loại ơn nhân quả đến tự nhiên không cưỡng cầu. Ta làm gì? Ta muốn như vậy. Ta thấy như vậy là cần thiết, chứ không phải là để mong được nhận lại. Nếu bố thí gượng ép, thì chính là điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, điều gây tổn hại phúc đức. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là tuân thủ quy củ, không làm việc ác, tích cực hành thiện. Điều này cũng tương tự như bố thí. Bố thí là tận lực trợ giúp người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn. Bởi nếu sau khi bố thí mà đi phóng hỏa giết người thì bố thí vô dụng. Nếu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh giết kẻ có tiền để chia cho kẻ khó khăn, đó là không thể. Một việc ác không thể là tiền đề của một việc thiện. Tất cả đều phải tận lực tránh xa ác nghiệp. Sai thì sửa, chính niệm phát quang, chứ tuyệt đối không phải bạo lực. Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật. Trong gia đình không nên cùng người thân cãi vã, ngoài xã hội phải giữ gìn nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. Thứ ba là nhẫn nhịn. Nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn có thể quá giải. Học một điều thôi có thể sinh trăm phúc. Nghênh vạn lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn. Việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn, ấy mới là người tu. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là chúng ta cũng treo trên miệng nụ cười giả dối không thật lòng, bụng đầy quán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác. Đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối, thẳng thắn với tâm tư của mình. Tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng, hiểu biết và chừng mực của mình. Thứ tư là tinh tiến. Con người sống ở trên đời sợ lười biếng, vì lười sinh tính ý lại, vô năng, vô minh. Người tu hành Phật Pháp phải có tinh thần tinh tiến, đọc kinh niệm Phật, bái Phật hàng ngày thôi chưa đủ. Trong lòng lúc nào cũng phải có sự tiến lên, không nhát lười, không thụ động, không dối gạt chính mình. Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật. Đó là tinh tiến, miệng niệm Phật tại dân hương, nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người, tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến.
chỉ là đồ giả. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được điều mới. Hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tu thêm được nhiều hơn hôm nay. Thứ năm đó là thiền định. Tại sao trong Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng thiền định? Bởi tinh thần tán loạn, lãng phí nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để sinh trí tuệ. Có trí thì không làm chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp. Có trí thì xóa bỏ vô minh, bài trừ tham lam sân hận. Thiền định còn giải trừ buồn phiền, tĩnh tâm tĩnh thân, đưa con người vào cõi hư vô trong chốc lát để tự mình phản tỉnh chính mình. Người thiền định lâu ngày sẽ hiểu được nhẫn, biết tinh tiến, biết trì giới, sẽ có lòng bố thí và quan trọng nhất là bồi dưỡng được trí tuệ. Thứ sáu là trí tuệ. Muốn có trí phải được bát nhã. Bát nhã chính là trí tuệ. Tại sao có kẻ phạm tội? Vì kẻ đó quá ngu si nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường, hãy để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng, tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật thâm sâu, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật pháp nhiệm màu. Tu lục độ là sáu phương tiện đưa con người thoát khỏi mê muội, đến với thế giới Phật pháp nhiệm màu, xa rời những khổ đau tầm thường, hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài nhưng ý nghĩa lớn, mong rằng mọi người có thể hiểu và thấm nhuần, tự soi mình và hành động. Đức Phật tiết lộ những dấu hiệu sắp hết phước, tìm ra lý do gốc rễ khiến gia đình lục đục, làm ăn thua lỗ. Phước báu là những kho báu tâm linh mà đạo Phật mang đến cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất hay danh vọng ngoại vi, mà nằm trong việc nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn. Phước báo đem đến sự an lạc, hạnh phúc và giác ngộ cho những ai đi trên con đường tu hành Phật giáo. Trong Phật giáo, phước báo được tạo nên thông qua việc thực hành những đức tính cao quý như từ bi, từ tâm, nhẫn nại, biết ơn và sự khiêm nhường. Khi chúng ta rèn luyện những đức tính này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chế ngự và làm sáng tỏ tâm trí, từ đó mang lại phước báo cho bản thân và những người xung quanh. Phước báo trong đạo Phật không chỉ là niềm vui và an lạc cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta áp dụng lòng từ bi và nhân ái trong hành động của mình, chúng ta đóng góp vào sự hòa hợp và hạnh phúc chung. Phước báo giúp chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt đẹp, nơi mọi người sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Việc tìm kiếm và nhận thức được phước báo trong đạo Phật không chỉ giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu hành, mà còn giúp chúng ta tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và có giá trị. Khi ta cống hiến cho việc trau dồi tâm hồn và phát triển lòng từ bi, ta khám phá được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong chính mình. Nhận ra những dấu hiệu sắp hết phước này, cần tìm cách sửa đổi tâm tính. Ngược lại, nếu bạn ngó lơ, xem như không có và sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn, vô cùng khổ sở. Thứ nhất là thất bại liên tiếp. Mối quan hệ giữa IQ và tiền bạc không giống như cách chúng ta vẫn nghĩ. Chính điều đó đã gây ra những lầm tưởng khiến ta khó thoát nghèo. Thông minh không đảm bảo cuộc sống giàu có, mà là lộc của mỗi người. Đó là lý do chúng ta hay nói một người nào đó giàu là do may mắn. Nhưng hiểu sâu hơn thì ta sẽ biết rằng họ có nhiều phước lộc. Thế nên một người nhiều phước làm đâu cũng trúng, càng ngày càng ăn nên làm ra. Ngược lại, người ít phước thì chăm chỉ, vất vả nỗ lực rất nhiều nhưng cũng không giàu nổi. Nhưng bên cạnh đó,
Nếu trước đây làm ăn tốt, nhưng nay liên tục thất bại, thua lỗ, thì nên thận trọng. Có thể bạn đang sắp hết phước rồi đấy. Nếu việc kinh doanh trước đây đang tốt, khách ra vào nườm nượp, nhưng giờ vẫn mặc hàng đó, thế mà suốt một thời gian dài lại xảy ra tình trạng thi thoảng mới có khách ngó tới. Đó là một trong những dấu hiệu sắp hết phước mà bạn không nên bỏ qua. Sự thật là nếu một người phước dày, buôn bán, làm ăn gì cũng có lợi nhuận, bạn sẽ gặp được rất nhiều con đường kiếm tiền. Thần tài gõ cửa, thậm chí cũng chẳng cần vất vả hay bận rộn quá nhiều. Phước lộc sẽ có lúc cạn nếu không biết cách bồi đắp thêm. Thế nên, không ít người làm ăn phát đạt suốt 3 năm đầu, nhưng năm thứ tư bắt đầu xuống dốc. Lúc này lại đổ tại khách hàng khó tính, đơn vị gửi hàng cho mình gian manh. Họ không để ý rằng vận may đang bắt đầu cạn dần. Người ta thường nói, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng suốt, nghĩa là chính ta không nhận ra vấn đề của mình nên mới không sáng tỏ. Thế nên cứ liên tục phạm sai lầm mà không hay biết. Bên ngoài có vẻ như do bất cẩn nên phạm sai lầm, nhưng thực tế thì vô số việc dù bạn hết sức thận trọng tính toán trước sau vẫn không tránh khỏi phạm sai lầm. Thí dụ, ban đầu bạn lưỡng lự không muốn chi tiền đầu tư vào dự án này, nhưng không hiểu sao lúc đó bạn cứ đâm đầu vào. Bạn không muốn nói ra một chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nói ra, gây mất lòng xích mích. Các quyết định sai liên tục xuất hiện khiến bạn hoang mang vô cùng. Thực ra đó là lúc phước cạn, chứ không phải do bạn không khôn ngoan nhanh trí. Thứ hai đó là sinh tật. Bỗng nhiên sinh tật cũng được xem là một trong những dấu hiệu sắp hết phước của một người. Có thể người trong cuộc không nhận ra vì những cái tật nhỏ ban đầu không rõ ràng. Thế nhưng chúng đang mỗi ngày một lớn lên trong bạn. Nếu không tinh ý để loại bỏ sớm thì tật đó rất lớn. Nguy cơ hiểm họa gì thế đang rình rập để gây rắc rối cho bạn. Dĩ như có người đang ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc, nhưng trong các cuộc vui lại được giới thiệu tai vịnh. Ban đầu chỉ để cho vui, nhưng theo thời gian vì quen thói nên sau này lại thích có thêm bộ bịch để làm cuộc sống thêm phần rộn ràng. Thế nhưng một người đang sống, vợ chồng con cái hạnh phúc, tự nhiên lại muốn có thêm, nên yêu đương ngoài luồng, ngoại tình chỉ để cho vui mà không biết rằng họa đang đến gần. Hay không thiếu người khó khăn vì chung tay cùng vợ con làm ăn nỗ lực, nhưng khi giàu có sung sướng lại muốn cơi nới, tìm cảm giác lạ ở bên ngoài. Có thể họ nghĩ đơn giản rằng bản thân đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng lại không nhận ra rằng việc sinh tật này báo hiệu ruộng phước của họ đang đến đoạn khô cằn do không được bồi đắp. Họ mãi đuổi theo những mong cầu của bản thân mà không quan tâm tới bất kỳ lợi ích của người khác, thì theo nhân quả cũng không nhận được về điều gì tốt đẹp. Không ít đại gia sau khi bỏ vợ thì bị bồ bỏ hoặc lừa gạt tiền nong, làm ăn đổ bể, cuộc đời xuống dốc từ đó. Những người cho dù rất tốt bụng, chăm chỉ, nhưng bỗng dưng có thêm nhiều tật xấu thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống. Thế nên hãy thận trọng. Thứ ba, ốm đau triền miên. Người xưa có câu, khi bạn không may mắn, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc nghẹn. Thế nên, nếu có dấu hiệu cứ đau ốm liên miên, khiến bản thân không thể nào tập trung làm việc được, đó cũng là một trong những dấu hiệu xấu mà bạn cần đặc biệt quan tâm. Xuống cấp sức khỏe không chỉ đơn giản là bị bệnh thì phải uống thuốc hay chữa trị ngay, mà nguyên nhân gốc rễ ở chỗ phước đang cạn dần mà bạn không hay biết. Thế nên uống thuốc chỉ là phụ, việc chính là phải tích đức hành thiện, làm càng nhiều việc tốt càng tốt. Hầu hết chúng ta chữa bệnh sai nên chỉ chữa được cái vấn đề ở hiện tại bề ngoài,
chứ không chữa được tận gốc. Cuối cùng là bệnh tái đi, tái lại, hoặc thậm chí còn có thêm bệnh mới nặng hơn. Lúc đấy, ta chỉ biết đổ tại mình xui, chứ không thể giải thích nổi, cho dù bản thân cố gắng sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Mà đúng là xui thật, vì vận may đã hết sạch mà không biết, không tìm cách nào để cải tạo ruộng phước của mình. Thậm chí, có một số người xui xẻo đến nỗi đi bộ cũng bị xe đâm vào người, ăn cũng bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong. Cho nên, đừng xem thường những cái xui nhỏ mình đang gặp, mà nên tỉnh táo thay đổi lối sống. Đúng là vạn vật trên đời đều có số mệnh. Không chỉ sống thuận theo tự nhiên, mà còn phải biết chăm chỉ tích phước để lúc gặp họa còn có thể tự cứu lấy mình. Còn nếu không, lúc đó cầu trời hay khấn Phật cũng không được gì nữa rồi. Chúng ta có quan điểm rất chung chung rằng cúng dường cho Phật sẽ nhận phước báo. Nhưng đó mới chỉ là xuất phát từ cái tâm nhỏ hẹp, thiếu tầm nhìn xa trong rộng. Thứ tư, tiêu cực, khó chịu. Nếu lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, luôn thấy mọi người xung quanh hiền hòa, vui vẻ với mình, nghĩa là ta đang có phước. Ngược lại, nếu trong lòng hay bất an, tiêu cực, nhiều người chơi xấu, tìm cách hãm hại, nhìn xung quanh hay cũng là kẻ xấu, thì không chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình, mà còn là do bản thân đã sắp hết phước. Nhiều điều khiến tâm trạng không tốt cũng đồng nghĩa với việc phước đức đang dần cạn đi theo thời gian. Hãy nhận diện rằng, nếu một thời điểm mà trong lòng bạn luôn nghĩ xấu về người khác, thì bản thân đang trong giai đoạn hết phước rồi đó. Một người sắp hết phước cực kỳ tiêu cực. Họ không thích khen ngợi cho thành công của người khác, ghen tị với ai đang hạnh phúc hơn. Thậm chí, họ còn tìm cách đi nói xấu, vu khống cho một cá nhân, chê người ta làm giàu bất chính, ăn chặn tiền từ thiện, trong khi bản thân chẳng làm gì được cho người khác. Nhìn chung, người sắp hết phước hay ưa thích hoặc dễ bị thu hút với những việc xấu bất thiện, thay đổi tính nết, tham lam, giận hờn, si mê, kiêu ngạo, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này, thì nên sớm tìm cách sửa đổi, chọn bạn mà chơi, tránh xa người xấu, chọn người sống lương thiện, chăm chỉ, tu chí làm ăn mà giao lưu. Bên cạnh đó, đừng quên giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm việc thiện, giúp người, giúp đời. Thứ năm, mối quan hệ bất ổn. Bạn chẳng thể nào an tâm mà làm ăn, kiếm tiền nếu gia đình lục đục, nội ngoại mâu thuẫn xảy ra liên miên. Thế nên, một người bị mọi người xung quanh xa lánh, gia đình đang không hạnh phúc, thì cho dù giàu có, họ cũng vẫn thấy cô đơn, buồn tủi. Họ thường có xu hướng dùng tiền để bù đắp khoảng trống trong lòng, để mua niềm vui, vì cho rằng có tiền là có tất cả. Cuối cùng là dễ sa đà vào những tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể đến khi phúc đã cạn, thì vận đen ập đến ngày càng nhiều, sẽ mang tới vô vàn vấn đề và mâu thuẫn cùng lúc phát sinh, khiến cho người ta trở tay không kịp. Không chỉ dừng lại việc giảng hòa trong gia đình, mà bạn còn phải hướng tâm tốt của mình bằng cách làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Vậy nên, chỉ cần thấy dấu hiệu gia đình bất ổn, thì tìm cách để tạo phước lành tới nhiều người khác nhiều hơn. Khi bạn gieo nhiều nhân tốt đẹp cho mọi người, thì bạn mới mong có thể cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ sáu là lãng phí. Mỗi hạt cơm trong bát chúng ta ăn hàng ngày tưởng đơn giản, nhưng vô cùng đáng quý, vì chúng phải trải qua bao nhiêu mưa nắng, với công sức của bao nhiêu người, từ thu hoạch cho đến